Xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề nóng hổi được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSV, số lượng tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường trong tháng 10 lần đầu tiên trong lịch sử đã giảm rất mạnh tới 377.727 đơn vị so với tháng 9. Điều này có nghĩa là bên cạnh số tài khoản được mở mới thì đã có một lượng tài khoản khổng lồ bị đóng trong tháng vừa qua. Lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đã bị đóng trong tháng 10 cao hơn tổng số tài khoản được mở mới trong 2 tháng liền trước. Đáng nói là thống kê cho thấy so với cuối tháng 9, tại ngày kết thúc tháng 10, số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức trong nước vẫn tăng. Cụ thể, số lượng tài khoản của tổ chức trong nước tăng 164 lên 15.885 tài khoản. Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 229 lên 40.429 tài khoản. Và số lượng tài khoản của tổ chức nước ngoài tăng 17 đơn vị lên 4.523 tài khoản. Phần sụt giảm hoàn toàn đến từ sự bốc hơi của loạt tài khoản cá nhân trong nước. Theo đó, tại ngày 31 tháng 10, cả nước có hơn 7,38 triệu tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước, giảm 378.137 tài khoản so với cuối tháng 9. Tính chung đến cuối tháng 10, Việt Nam có gần 7,45 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, trong đó chiếm tỷ trọng lớn vẫn là tài khoản của nhà đầu tư cá nhân. Tình trạng giảm sâu về số lượng tài khoản giao dịch nhà đầu tư cá nhân hồi tháng 10 diễn ra trong bối cảnh thị trường lao dốc, VN Index giảm tới 11% và là chỉ số có diễn biến tiêu cực nhất thế giới. Bên cạnh yếu tố thị trường bất lợi, sự suy giảm số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 10 còn có thể xuất phát từ hoạt động làm sạch dữ liệu chứng khoán của cơ quan quản lý. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD cho biết, thời gian qua có những nhà đầu tư mở tài khoản ở ngân hàng, sau đó liên kết với công ty chứng khoán. Tuy nhiên, sau đó công ty chứng khoán ghi nhận có nhiều tài khoản không hoạt động nên chủ động đóng lại. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được Chính phủ giao hoàn thành việc làm sạch dữ liệu người giao dịch chứng khoán trong tháng 11. Việc làm sạch dữ liệu người dùng là thực hiện đối chiếu thông tin của người dùng để đảm bảo trùng khớp và loại bỏ dữ liệu sai, trùng lập hoặc thông tin ảo. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VSD kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử nhằm làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán. Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra sau khi nhiều cá nhân bị khởi tố vì thao túng chứng khoán để thu lợi, có thể kể đến các vụ thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết, Đỗ Thành Nhân. Qua công tác điều tra vụ án trên, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy một số sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như mở tài khoản chứng khoán dễ dàng, không kiểm soát, kiểm soát vốn vay theo hình thức hợp tác đầu tư còn nhiều sơ hở. Các đối tượng đã lợi dụng công ty chứng khoán và công ty thứ ba để lách luật nhằm có nguồn tiền để mua bán, thao túng. Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, tội phạm thao túng chứng khoán rất tinh vi, có tính tổ chức, phức tạp, nhưng bộ luật hình sự hiện quy định mức hình phạt còn thấp, không đảm bảo răn đe, phòng ngừa. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra kiến nghị Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, phát hành chủ động công bố thông tin theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường giám sát thị trường, đặc biệt là giao dịch của các mã có dấu hiệu biến động giá mạnh, kịp thời phát hiện các mã cổ phiếu được lôi kéo, hô hào thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, giám sát các doanh nghiệp đăng ký công ty đại chúng, làm thủ tục đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán, các đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, cung cấp các đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm, nhất là các doanh nghiệp có dấu hiệu không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng dự án, cổ phiếu. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng kiến nghị xem xét xử lý vi phạm hành chính về hành vi cho mượn tài khoản chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng đối với cá nhân, pháp nhân, ngăn chặn tình trạng tăng vốn ảo, đưa ra quy định về kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp. Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty cổ phần xây dựng Faros và các công ty liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thiện Phú, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng Faros về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Theo kết luận điều tra, Phú có trình độ hiểu biết về lĩnh vực kế toán, tài chính, chứng khoán. Ngoài việc giữ chức danh là phó tổng giám đốc công ty Faros, Phú còn kiêm kế toán trưởng công ty Faros từ ngày 27 tháng 5 2015 đến ngày 12 tháng 8 2016. Nghe theo chỉ đạo của ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch công ty tập đoàn FLC và ông Doãn Văn Phương,
tổng giám đốc công ty FLC, Phú đã đứng tên hộ là cổ đông góp vốn bằng cách ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 855.000 cổ phần từ Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên phòng vật tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên FLC Land, dù không phát sinh thanh toán. Sau khi trở thành cổ đông, Phú ký 4 quỹ nhiệm chi, chuyển 72,2 tỷ đồng góp vốn vào công ty Faros. Hành động này, theo kết luận điều tra, cũng chỉ là khống. Thực tế, Phú không góp tiền mà chỉ ký chứng từ, còn thủ tục nộp tiền, chuyển khoản đều do Trịnh Thị Mai Huế, em gái ông Quyết thực hiện. Trước khi niêm yết mã cổ phiếu ROS, Phú đã trả lại toàn bộ số cổ phần đứng tên hộ ông Quyết, chuyển nhượng gần 10 triệu cổ phần mang tên ông Phú cho cựu chủ tịch FLC. Với vai trò là kế toán trưởng, Phú bị cáo buộc ký nháy hơn 115 hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh khống, ký 94 chứng từ ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt để Huế làm thủ tục chuyển, rút gần 3.000 tỷ đồng từ tài khoản của công ty Faros sang tài khoản của tập đoàn FLC và các công ty khác. Mục đích của Huế là quay vòng góp vốn khống từ 1.125 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Kết luận điều tra cũng chỉ ra Phú là người ký 3 báo cáo tài chính, ký bản cáo bạch, ký cam kết nắm giữ cổ phiếu để làm hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu ROS của công ty Faros trên sàn giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, từ ngày 12 tháng 1 2015 đến ngày 25 tháng 2 2020, Phú ký 466 ủy nhiệm chi, chuyển hơn 12.200 tỷ đồng từ tài khoản công ty Faros, công ty RTS đến tài khoản các công ty khác nhau với nội dung ủy thác đầu tư góp vốn để hợp thức che giấu số vốn góp khống. Điều này đã giúp ông Quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ, niêm yết bán cổ phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Sau khi thực hiện hàng loạt các hành vi nêu trên, Phú được chia thưởng 30.000 cổ phiếu, rồi được chia thêm cổ tức là 9.600 cổ phiếu. Ngày 11 tháng 5 2021, Phú bán 39.600 cổ phiếu nắm giữ, thu về hơn 260 triệu đồng. Số tiền này, Phú đã tự nguyện nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Theo kết luận điều tra, Phú thành khẩn khai báo hành vi của bản thân và đồng phạm. Đặc biệt, bị can này tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, lập công lớn trong việc làm rõ dòng tiền góp vốn khống để làm rõ bản chất vụ án. Trong vụ án này, Phú được đánh giá là phạm tội do thực hiện theo chỉ đạo của ông Quyết, vai trò đồng phạm giúp sức. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung chương trình ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!